Hello, xin chào mọi người. Nhiên đang ở Lotte Hồ Tây mọi người ơi. Khai trương từ lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ Nhiên mới có cơ hội qua đây. Trời ơi, đi vào trong này to rộng dã man luôn. Nhìn cái là thấy lạc đường rồi ý. Chắc là mình phải có một cái vlog một ngày đi vào đây chơi mới được. Hôm nay mình có công việc ở Hà Nội thế nên là tranh thủ tạt qua đây chơi một lát thôi. Đợt gần đây mình thấy hot dần dần ở trên TikTok bánh đồng su phô mai. Cái gì hot thì đương nhiên là phải thử rồi. Ở Hà Nội thì có rất nhiều cơ sở làm bánh đồng su phô mai. Thế nhưng mình lựa chọn ở Lotte Tây Hồ bởi vì là mình nghe nói cửa hàng ở đây do người Hàn Quốc làm luôn. Trước khi mà mình đi vào đây thì mình đã hỏi trước cái Ngọc Anh. Tại vì nó đã đi ăn rồi. Ngọc Anh đã bảo là lúc em đi đến vào lúc 3 giờ chiều. Và anh bảo với anh bảo là nếu mà đi vào lúc 3 giờ chiều thì tầm 10 giờ đêm sẽ có bánh. Giờ mình 5 rưỡi chiều. Chắc là phải đến sáng mai mới có bánh. Mình đã mua được bánh rồi mọi người ơi. Thật sự là rất là may mắn luôn. Mình nhờ được hai chị rất là cute. Chị đã mua giúp mình hết nên là không phải chờ lâu. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Mùi vỏ bánh đẹp lắm mọi người ạ. Nhiều phô mai ra mắm. Thơm cực luôn ý. Thôi ăn đi. Mời cả nhà nha. Ngon. Có bánh không mềm quá đâu, kiểu rất có độ giòn ấy. Mà cực kỳ nhiều phô mai luôn. Thật sự là mình không phải là tín đồ của người thích ăn phô mai nhưng mà mình cho cái bánh này 9,5 điểm. Mọi người nên đi thử nhé. Bản thân mình không phải là người thích ăn bánh ngọt mà cũng không thích ăn phô mai. Chỉ là thấy mọi người đi ăn tấp nập quá nên là mình cũng đi ăn. Mình cảm thấy rất là ngon, hợp khẩu vị. Không ngọt quá đúng không mọi người ạ? Cũng bốc hình bồn cầu luôn ạ. Cục xít. Còn giấy vệ sinh luôn ta. Ở đây nhiều đồ cute ghê. Chúng ta ở chỗ nào vậy? Cái này về ngắm hưởng thị cute. Ai mắt nó rơi xuống dưới đi. Nhiều đồ xịn nhỉ? Chia sẻ với mọi người một chút, tháng 9 này thì có một cái ngày rất là đặc biệt đối với mình. Đó là sinh nhật của bé Von. Em nói như thế nào? Thì em giới thiệu một chút về bản thân của mình đi. Em tên là gì nhở? Xin chào các bạn, mình là tên là Von, mình 7 tuổi. Bây giờ là 28 tháng 9 này, mình được 7 tuổi. Mình được 7 tuổi. Mình là gì nhở? Mình là gì của? Mình là chị quả. Ô, là chị luôn. Mình là em trai của chị. Mình là em trai của chị. Chị gì? Chị Hiền. Cũng rất là trùng hợp là trong tháng này có sinh nhật của bé Khoai Tây, là bé nhà chị Nhung Thị. Ngày mai chị Nhung mời mình đi ăn sinh nhật bé Khoai Tây mọi người ạ. Thì gọi là tiện thể là đi mua quà sinh nhật cho Khoai Tây thì mình sẽ mua quà sinh nhật cho Bon luôn. Cảm ơn chị nha. Bé Khoai Tây cũng giống sinh nhật của em á. Đúng rồi, bé Khoai Tây sinh nhật ngày 19 tháng 9 này. Còn Bon sinh nhật ngày 28 tháng 9. Thì tiện thể thì chị sẽ mua quà sinh nhật cho Bon luôn. Không cả đến cuối tháng thì chị hết tiền mất. Thế em thấy em thấy bé Khoai Tây có đáng yêu không? Có. Thì có rất đáng yêu luôn. Thì có đáng yêu bằng Bon không? Ai mà biết được. Em không biết đâu. Thế em tự thấy là bé Khoai Tây đáng yêu hơn hay là Bon đáng yêu hơn? Em cảnh em hồi bé kiểu này em không nhớ. Thế em tự cảm thấy bản thân mình bây giờ là đẹp hơn hay là bé Khoai Tây đẹp hơn? Cả hai bằng nhau. Cả hai bằng nhau. Ghê ta. Thế bây giờ cô thích đi mua gì nè? Chị sẽ cho cô hai lựa chọn. Là cô thích mua gì chị sẽ mua cho cô cái đấy. Cô muốn lựa chọn nữa. Nào thế bây giờ lựa chọn thứ nhất là cô sẽ thích mua gì nè? Ừ.
Thôi rồi, bây giờ chị đi. Xong thì đến đấy thì cô chọn nhé. Ok. Ok, let's go. Let's go. Bé 1 tuổi anh ạ. Chị mua cho bé Khai Tê một cái lắc tay hình có hình con hổ. Rất xinh. Tại vì nó xinh đâu con hổ mà. Cô thích gì? Nè. Bé Khai Tê xinh con hổ á? Đúng rồi. Cô xinh là con khỉ. Con lớn này. Con lớn này của má cá trốn này. Cái này này, điểm này. Cái này vòng cổ. Ừ. Ok. Con hổ á? Thế hơn chị. Thì chị là con rắn, con hổ rắn. Con rắn xem khoan. Xem tí anh lắp con hổ vào đây. Còn gì nữa đâu. Mà khóc ơi. Sao chị ơi. Thì các em là khỉ đúng không? Nếu em bị hổ sắp bắt được em nhiều. Em leo trên cây hổ bắt được em không? Cả này có thể nói tào lao được. Để cô chọn đi. Sao cô chọn cho em bé? Em bé Khoai Tây à? Đâu hình hổ đâu anh? Không có hình hổ. Em cái này xinh này. Đây hổ đâu? Hổ màu vàng. Em bé, đây là hổ mà con. Đây hổ mà. Nhìn ra giống như Hello Kitty. Hổ đấy là hổ baby. Hổ baby à? Con hổ đấy không? Con hổ vàng này, xinh chưa? Không hổ vàng đấy. Đây vàng chẳng. Ôi đắt thế. Con lớp mấy rồi? Con học lớp 2. Lớp 2. Học trường lên 8 hay trường nào? Con trường Định Trung. Mua quà cho em bé xong chị này mua quà cho con thích nhá. Nào thế cô thích con hổ màu trắng hay là con hổ màu vàng đây? Con hổ màu vàng. Màu vàng cho giống hổ Khoai Tây nữa. Đúng. Ơ Khoai Tây màu vàng á. Ừ. Em nhìn cái lát này đi. Tìm rồi. Em hộp xinh xinh nhé. Khoai Tây là màu vàng. Khoai Tây màu vàng mà. Màu nhạt mà. À. Tên tên. Mình sẽ mua lát tay hình con hổ. Sau đó sẽ khắc tên bé Khoai Tây vào đây. Đây, cô xem cho em đi. Đây là cái này. Xuống đây. Màu thì mạch mơ. Màu gì? Màu thì mạnh mỡ. Màu là mạnh mỡ là cái gì? Đây thấy bộ này, cô thấy bộ này xinh không? Cái này xinh, đẹp. Đẹp. Ồ, cả ba bộ rồi. Ôi, bạn có con của con. Thích không? Không thích ạ? Cái này trông rất là người lớn, như chú rể luôn. Về. Ở đâu? Ở đâu? Lần trước bố mua cho một lần thì còn gì? Con xấu trong ngón tay vào đúng không? Nó kẹp đúng không ạ? Ê! Nhưng mà con đấy không phải cái đấy mà. Nó cái khác, nó không kẹp tay từ đâu. Nó chỉ nghe cái giọng. Nó chỉ hát bài thôi. Yeah. Thế chốt chưa? Chốt Pokemon này, chốt cái đấy nào, nhanh à. Nào nhanh để còn đi thăm Vân không cả chị muộn giờ bây giờ. Hay là về nhà suy nghĩ thế không không sao mua. Thích cái này. Chỗ cái đấy nhá. Thoải mái chưa? Thoải